Hello, Thành Trung xin chào tất cả quý cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Thành Trung. Thì lời đầu tiên á, Thành Trung muốn nói đến với tất cả quý cô chú anh chị cũng như là cái sự quan tâm của quý cô chú anh chị trong cái vụ án của bé Vân An. Thì rất nhiều cô chú anh chị đã gọi điện cũng như là nhắn tin đến với Thành Trung gửi lời hỏi thăm động viên đến cô anh là mẹ của bé Vân An. Thì Thành Trung cũng xin thay mặt tất cả quý cô chú anh chị gửi lời hỏi thăm động viên đến cô Hạnh. Hãy vượt lên, cứng rắn lên để đòi lại cái sự công bằng cho bé. Đừng vì cái nọ vì cái kia mà buồn lòng, nản lòng rồi coi như có thể là làm cho cái sự việc nó im lặng, nó chìm sùng. Thì cái đó là cái mà tất cả cộng đồng mà đang chung tay cũng như là đang cất lên cái tiếng nói để đòi lại sự công bằng cho bé. Thì dạ, bên phía gia đình chị Hạnh cũng yên tâm, không phải là một mình gia đình của chị Hạnh chiến đấu để đòi lại cái sự công bằng cho bé, mà ở đây là tất cả cộng đồng chúng ta đều chiến đấu để mà đòi lại cái sự công bằng cho bé. Thì đến với cái video ngày hôm nay, Thành Trung cũng có một cái thông tin mà cũng muốn gửi đến với tất cả quý cô chú anh chị. Thì cái thông tin này Thành Trung cũng cập nhật được những anh em mà đang lên tiếng để đòi lại sự công bằng cho bé. Thì bên phía gia đình của con Quỳnh Trang ở trên Gia Lai đó cô chú anh chị, thì Thành Trung cũng cập nhật được là họ lên tiếng bán nhà với cái giá 25 tỷ. Đấy, thì không biết là coi như cái thông tin này có chính xác 100% hay không. Nhưng mà Thành Trung cập nhật được cái thông tin gì thì Thành Trung sẽ thông báo đến với tất cả quý cô chú anh chị. Nếu như đúng thật sự mà cha mẹ Quỳnh Trang mà bán nhà với giá 25 tỷ thì mới biết là một cái quan nhỏ ở một cái vùng núi thôi mà có một cái tài sản lớn như vậy, thì chắc có lẽ quý cô chú anh chị cũng đặt ra được cái câu hỏi là coi như vì sao mà có những cái tài sản mà coi như lớn đến như vậy, đúng không ạ? Thì cái đó thì coi như để cho cô chú anh chị bình luận ở phía dưới thôi. Còn cái vấn đề mà ngày hôm nay Thành Trung muốn nói như thế này này, bán nhà 25 tỷ để làm gì, lấy tiền để làm gì, có phải là lấy tiền để mà chạy án hay không, đúng không ạ? Thì tự nhiên mà bán nhà 25 tỷ thì là phải có mục đích, chứ không phải là bỗng nhiên mà coi như bán nhà 25 tỷ bán không không, đúng không ạ? Bán không không thì quý cô chú anh chị thấy đó, từ bữa tới giờ là những các kênh truyền thông báo chí là thấy im phăng phắc, không đăng bài về vụ án của bé Vân An nữa. Đấy, thì chúng ta cũng phải đặt ra những cái nghi vấn, đặt ra những cái nghi ngờ. Có phải là họ dùng tiền để mà bưng bít thông tin hay không? Thì chúng ta cũng phải đặt ra những cái nghi vấn. Đúng ạ. Chỉ có những các kênh YouTube nhỏ nhoi như kênh YouTube của Thành Trung rồi những anh em thôi là với đăng bài để mà coi như gào thét lên, cũng như là những quý cô chú anh chị cũng đang gào thét lên để mà làm gì? Để mà đòi lại cái sự công bằng cho bé Vân An. Mà ở đây Thành Trung nói như thế này này, chúng ta lên tiếng ở đây không chỉ là phải là coi như bảo là đòi lại cái sự công bằng cho bé Vân An không, mà chúng ta lên tiếng ở đây là chúng ta lên tiếng để mà loại trừ những cái con người này ra khỏi xã hội. Vì những cái con người mà có tiền mà thiếu đạo đức, thiếu lương tâm, thiếu trách nhiệm, thiếu cái lòng nhân ái thì tốt nhất là loại ra khỏi xã hội. Vì những cái con người mà có tiền mà thiếu những cái thứ này á, thì nói đúng thật sự với tất cả quý cô chú anh chị là rất nguy hiểm, đúng ạ? Những người như thế này mà tồn tại rất nguy hiểm. Nên là chúng ta mỗi người một tiếng, chúng ta chung tay lại để mà lên tiếng nó mạnh mẽ hơn. Còn Thành Trung thấy như mấy ngày hôm nay thì mọi việc là coi như cảm thấy
nó lặng dần, nó im dần. Thì cũng không biết là coi như những cái nguyên nhân gì, cái tác động nào mà thấy nó im lặng. Đấy. Như chúng ta đã thấy như thế này này. Trong cái vụ án của bé Vân An là mới đầu thì bên phía cơ quan chức năng cũng đã tuyên bố lấy cái vụ án của bé Vân An làm cái vụ án điểm. Mà như Thành Trung được biết á, vụ án điểm thì xử lý rất nhanh. Chứ không phải là coi như hết tháng này qua tháng nọ. Rồi vụ án điểm có thể là thông tin liên tục công khai cho cộng đồng. Nhưng mà mấy ngày hôm nay là coi như không còn bất kể một cái thông tin gì đối với thằng Thái và con Trang nữa. Thì cũng không biết là cái nguyên nhân gì. Đúng không ạ? Nhưng mà mình đừng vì cái đó mà mình chùn bước nha cô chú anh chị. Chúng ta phải lên tiếng, phải mạnh hơn nữa. Làm sao cho cái tiếng nói của chúng ta có thể là tới tai được bác chủ tịch, bác tổng bí thư. Để làm gì? Để mà loại trừ những con người này ra khỏi cái xã hội này đi. Vì nói đúng thật sự với tất cả quý cô chú anh chị, những cái hành động của nó gây ra thì nói chung là mình phải nói là hết sức dã man, hết sức man rợ đối với một cái đứa trẻ vô tội. Một đứa trẻ không có tội tình gì mà nó tra tấn như thời Trung Cổ. Đấy. Mà đến bây giờ thì như những cái thông tin mà Thành Trung cập nhật cũng như là ấy được thì bắt đầu họ bán nhà để họ dùng tiền. Thì không phải là có những quan nào cũng là thanh liêm đâu cô chú anh chị ạ. Cũng có quan thanh liêm, cũng có quan là có như thế này thế kia. Luật sư cũng vậy, luật sư cũng có luật sư này, cũng có luật sư kia. Ai cũng sống bằng tiền hết. Nhưng mà ở trong cái sự việc này, chúng ta có thể là để cái tiền sang một bên. Mình đừng có nghĩ đến về tiền mà mình làm việc. Như kênh YouTube của Thành Trung á, quý cô chú anh chị thấy có rất nhiều người họ vô bình luận là bảo Thành Trung ngưng đừng làm nữa. Nhưng mà nói đúng thật sự này, những cái bình luận đó Thành Trung không quan tâm. Thành Trung lên tiếng 10 người có tâm nghe còn hơn là 100 người không có tâm mà nghe. Đấy. Những người mà không có tâm á, thì chắc có lẽ là có như nghĩ những cái lời nói của Thành Trung để mà câu view câu like. Nhưng mà nói đúng thật sự, Thành Trung muốn những người mà nghe thấu hiểu được cái video của Thành Trung truyền tải đến với tất cả quý cô chú anh chị là vì cái gì. Nếu như mà vụ ở Hà Nội và vụ ở Thành phố Hồ Chí Minh, mà coi như vụ ở trong Thành phố Hồ Chí Minh mà dùng tiền mà có thể giảm án được cho con Quỳnh Trang và thằng Kim Trung Thái, nghe chưa nào? Thì nói đúng thật sự này, chúng ta phải lên tiếng còn mạnh hơn nữa. Đừng để cho cái bọn mà nó có tiền, nó có quyền, có chức mà coi như nó gây ra cái tội ác như vậy mà nó thoát được. Thì nói đúng thật sự ra đây, những cái người mà không có tiền thì sao cô chú anh chị, đúng không? Đấy, nên là mình lên tiếng ở đây là lên tiếng chung cho tất cả các bé còn lại, đúng không ạ? Vì hiện tại bây giờ những em bé vô tội đang còn rất nhiều cô chú anh chị, đang còn rất nhiều mà coi như nó phải chịu những cái mà coi như người lớn gây ra đó. Cái mà coi như hận thù của người lớn bắt đầu trút lên đầu những cái đứa vô tội. Còn nếu chúng ta cứ im lặng vậy, nhà ai người ấy lo, thì có phải là cái xã hội này là còn ra cái hệ thống gì nữa, đúng không ạ? Nên là ai suy nghĩ như thế nào
Về Thành Trung thì suy nghĩ, Thành Trung không quan tâm, miễn sao Thành Trung lên cái tiếng nói của mình truyền tải được đến với cộng đồng, làm sao tốt được cho những cái em bé, những cái coi như bé nhỏ mà đang sống trong cái hoàn cảnh giống như kiểu là bé Vân An cũng như là bé ở ngoài Hà Nội. Đó là coi như Thành Trung mừng rồi. Mình đừng có vì cái sự ích kỷ nhỏ nhoi mà trút lên đầu những cái đứa vô tội, nó phải gánh chịu, đúng không ạ? Và cái quan trọng nhất là đừng có mà coi như bảo ở nhà mình có tiền, con mình phạm tội có thể là mình chạy trọt được. Đó là cái mà Thành Trung muốn nói ở trong cái video ngày hôm nay là như vậy nè. Đừng có nghĩ là mình có tiền, mình có quyền, mình có chức, con mình phạm tội là mình có thể chạy trọt được. Nếu như mà coi như cứ có tiền, cứ có quyền mà chạy trọt được á, thì người dân tin ai? Đúng không? Người dân tin ai? Tất cả người dân tin tưởng vào pháp luật, đúng không ạ? Tin tưởng vào luật pháp. Mà trong cái vụ án của con Quỳnh Trang và thằng Kim Trung Thái, nó rành rành ra như vậy rồi, đúng không ạ? Cái đó là truyền thông, báo chí, cơ quan chức năng họ cũng đã có như thông tin đến tất cả cộng đồng, nó rành rành ra như vậy rồi. Mà đến cái giờ này á, nếu như mà nó dùng tiền mà nó chạy được thoát cái án tử hình á, thì chả ai tin được cả. Đó là cái mà tôi đảm bảo 100%. Họ không bao giờ họ phục. Có những người nói với Thành Trung như thế này này: mày không phục thì mày làm được gì? Chả làm được gì cả. Một lời nói của chúng tôi ra có thể là không gây được một cái trọng lượng gì, nhưng mà 100 lời, 1000 lời của chúng tôi ra có thể là coi như có trọng lượng. Chứ đừng có nói là chúng tôi nói ra không có trọng lượng gì nha. Nghe chưa nào? Một tiếng nói của người dân ra không có trọng lượng, nhưng 1000 tiếng nói của người dân ra sẽ có trọng lượng. Tôi nói cho coi như cái con người mà bảo là coi như tiếng nói của Thành Trung ra có làm được cái gì đâu mà coi như suốt ngày gào. Đúng rồi, tôi chả có trọng lượng gì cả, nhưng mà người nghe tôi, họ nói ra sẽ có trọng lượng. 1000 người nói sẽ có trọng lượng, sẽ đến tai được các vị lãnh đạo cấp cao. Chứ đừng có để cho coi như nó dùng tiền dùng quyền mà nó thể coi như thao túng. Đúng không cô chú anh chị? Thì trong 3-4 ngày hôm nay thì nói chung là truyền thông báo chí nó cũng chưa ra một cái bất kể một cái thông tin gì cả. Nhưng mà cái mà chúng ta lo lắng, cái mà chúng ta suy nghĩ, liệu nó có dùng tiền để mà nó chạy án hay không? Đúng không ạ? Đó là cái chúng ta quan tâm nhất. Mà chúng ta lên tiếng tới khi nào mà nó ra pháp trường, xử lý nó, loại bỏ nó ra khỏi xã hội, thì đến cái lúc đó là coi như chúng ta mới ngưng. Còn ai nói cái gì thì nói, kể cả ở Thành Trung nói, ví dụ như 1-2-3 người nghe cũng được, ok luôn. Nghe chưa nào? Còn ai đồng quan điểm với Thành Trung thì coi như theo dõi. Còn ai không đồng quan điểm với Thành Trung có thể là coi như không cần theo dõi. Còn Thành Trung ví dụ bị nó ghen, nó thù, nó ghét, nó có thể là hãm hại, thì cái đó là coi như bản thân Thành Trung chịu trách nhiệm. Miễn làm sao cô chú anh chị đồng lòng với Thành Trung, gắn bó để mà đi đến cái chặng đường cuối cùng, vậy là coi như Thành Trung coi như đã vui rồi. Đúng cô chú anh chị? Thì đó là cái mà coi như Thành Trung rất muốn nói đến với tất cả quý cô chú là như vậy. Mình đừng có chùng bước. Cái này không phải là mình lên tiếng cho mình, mà mình lên tiếng vì tương lai con trẻ sau này, chứ không phải là mình lên tiếng cho mình. Thì Thành Trung cũng rất cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, những người nào mà coi như đồng quan điểm với Thành Trung,
ủng hộ Thành Trung là Thành Trung rất cảm ơn. Thì Thành Trung cũng tạm ngưng cái video ở đây. Rất cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã lắng nghe cũng như là theo dõi cũng như là lên tiếng cùng với Thành Trung để mà đòi lại cái sự công bằng cho những cái em bé khác, không chỉ riêng một mình bé Vân An nha cô chú anh chị. Thì bye bye tất cả quý cô chú anh chị, hẹn tất cả quý cô chú anh chị vào video clip tiếp theo. Bye bye tất cả quý cô chú anh chị.